Bức xúc là tâm trạng chung của rất nhiều người dân khi những thông tin cá nhân của mình không hiểu tại sao mà rất nhiều cá nhân doanh nghiệp dễ dàng có được. Đa số người dân khi được hỏi đều cho biết nhận nhiều cuộc điện thoại mời chào, mua bất động sản, mua bảo hiểm, dịch vụ làm đẹp, du học, khi bản thân không hề cung cấp số điện thoại cho những người đó. Những cuộc điện thoại này không chỉ gây phiền toái mà còn gây lo lắng cho những người dân bởi những thông tin cá nhân của mình lại rất nhiều người biết. Anh Trần Văn Minh ở quận Ba Đình, Hà Nội bày tỏ. Chúng tôi cũng rất là bức xúc khi mà nhận được những cái cuộc điện thoại lạ mà làm lộ những thông tin cá nhân của mình hoặc là người ta hỏi những cái thông tin cá nhân của mình. Lộ ra ngoài như thế thì tất nhiên là không ai thích rồi anh. Vâng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề của mình, ví dụ như là về thông tin cá nhân thì bây giờ là ví dụ như là cái mỗi cái một cá nhân là sẽ liên kết rất nhiều thứ trên số điện thoại và tài khoản các thứ, thì nếu mà lộ thông tin ra cái thì sẽ rất là nguy hiểm. Thì tôi cũng rất mong là nhà nước có những chế tài để xử lý thật nặng những cái trường hợp như này, bởi vì nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân và cả cuộc sống của mọi người đấy. Hiện tình trạng lộ lọt, hoạt động đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng với nhiều hội nhóm kín hoạt động ngày càng tinh vi, đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây nguy cơ mất an ninh mạng. Trước thực trạng này, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân. Theo dự thảo này, Bộ Công an đề xuất xử phạt từ 50 đến 80 triệu đồng với trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ các dữ liệu cá nhân trái phép, chưa được sự đồng ý của cá nhân, gây tổn hại đến nhân phẩm, danh dự của người bị tiết lộ. Mức phạt này cũng được Bộ Công an đề xuất với các vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em hay hủy xóa dữ liệu cá nhân trái phép. Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi chuyển dữ liệu cá nhân trái phép qua biên giới, vi phạm đăng ký, xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Đa số ý kiến khi được hỏi đều bày tỏ đồng tình với đề xuất này của Bộ Công an. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng mức phạt từ 50 đến 80 triệu đồng như dự thảo là chưa thỏa đáng. Rất có thể nhiều tổ chức cá nhân chấp nhận mức xử phạt này vì lợi nhuận cao hơn. Chính vì thế, cần mức xử phạt cao hơn và nghiêm khắc hơn. Chị Bùi Lan Anh, trú tại quận Long Biên cho rằng. Mình cũng không hài lòng lắm khi mà thông tin của mình bị lộ. Về hình thức xử phạt ấy, thì nếu như mà chỉ là xử phạt về hành chính đánh vào kinh tế thôi thì với cá nhân ấy, với những người mà cá nhân thì có thể là đủ sức răn đe, nhưng mà với một công ty người ta cần một cái context để người ta sử dụng ấy, thì người ta sẵn sàng bỏ ra một cái khoản gọi là nộp phạt như thế, xong người ta lại vẫn sử dụng thông tin cá nhân của người khác để tiếp tục. Theo mình thì cũng nên có một cái chế tài, ngoài phạt có thể là phạt tiền nhưng có thể thêm một cái chế tài gì đó nữa đấy thì để đủ sức răn đe với họ hơn ấy. Nhiều ý kiến cũng đề xuất phải xử phạt cả những người mua sử dụng thông tin cá nhân của người khác. Anh Nguyễn Văn Hùng, trú tại quận Cầu Giấy, nói. Theo tôi thì cái mức xử phạt này thì nó có phần rất nhẹ, nên là có cái chế tài hoặc xử phạt cao hơn, với lại nếu mà xử phạt theo hình sự thì tốt hơn. Em nghĩ là nếu mà bây giờ xử phạt thì phải xử phạt cả hai. Tất nhiên là cái người ăn cắp thì sẽ bị xử phạt cao hơn rồi, còn cái người kia thì cũng phải có sức căn đe. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam cho rằng, trong pháp luật hình sự tại điều 159 và điều 288 của Bộ luật hình sự có những quy định liên quan tới xử lý vi phạm khi kinh doanh dữ liệu của người khác, kinh doanh thông tin cá nhân của người khác với các hình thức phạt khác nhau, hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Tuy nhiên, việc thực thi điều luật này còn nhiều vấn đề bởi các quy định này chưa cụ thể, chưa rõ ràng như việc truy nguồn gốc, ai là người vi phạm, dữ liệu lấy từ đâu, bị hại là ai. Việc Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến cá nhân, tổ chức đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, bởi đây sẽ là công cụ hữu hiệu để bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Chúng tôi rất là ủng hộ cái việc là cần có một cái nghị định, trong đấy thì chúng ta sẽ thống nhất về tiêu chuẩn thế nào là dữ liệu, phạm vi sử dụng dữ liệu ở đâu, chức năng quyền hạn của từng nhóm, vai trò sử dụng cái dữ liệu đấy thế nào. Ở đất nước ta và cũng như các nước trên thế giới thì cái quyền riêng tư là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Thì cái việc nghị định này ra đời này thì nó sẽ giải quyết được những cái bất cập mà những cái hạn chế về cái chế tài pháp lý cho cái việc xử lý là lộ thông tin cá nhân. Và ý nghĩa quan trọng hơn ấy là nó có tác dụng phòng ngừa, răn đe và ngăn chặn từ sớm trước khi các hành vi phạm tội diễn ra. Đông đảo người dân kỳ vọng nghị định này khi thông qua sẽ là văn bản pháp luật rất cần thiết, hiệu quả trong bối cảnh dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và mua bán phức tạp như hiện nay.